Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 141. Phần đầu tiên của chương trình, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức an ninh trật tự của ngày hôm nay trong phần Nhật ký 141. Sau thời gian tạm hoãn ngày 8 tháng 2 tới đây, bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như sẽ bị đưa ra xét xử trong phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh với hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên tòa xét xử bị cáo Huyền Như, sinh năm 1978, nguyên phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 2 và kéo dài đến ngày 12 tháng 2 năm 2018, tức 27 Tết âm lịch. Trước đó, tại phiên sơ thẩm vào đầu năm 2014, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên mức án tù chung thân đối với Huỳnh Thị Huyền Như về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức để chiếm đoạt 4.000 tỷ đồng của nhiều khách hàng. Ngày 2 tháng 1 vừa qua, phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra nhưng bị tạm hoãn để điều tra bổ sung. Sau một số vụ việc các đối tượng giàn cảnh để thực hiện hành vi trộm cướp trên các tuyến phố được báo chí phản ánh và lực lượng công an cũng đã vào cuộc xử lý, thì mới đây, một clip ghi lại cảnh hai thanh niên móc ngoặc thực hiện hành vi xấu này tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội. Theo clip trích xuất từ camera hành trình, có hai thanh niên tham gia vụ việc. Lợi dụng vị trí các phương tiện dừng đèn đỏ trên phố Lò Đúc, một đối tượng đã cố tình hút sự chú ý của nạn nhân bằng việc gây va chạm xe. Trong khi nạn nhân mất tập trung, đối tượng còn lại nhanh tay lấy trộm một túi sách rồi nhanh chóng tẩu thoát. Vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo với người đi đường cần đặc biệt cẩn trọng, chú ý quan sát, tránh mất tập trung để không mắc lừa hành vi giàn cảnh trộm cắp tài sản này. Ngày 19 tháng 1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an xã Duy Minh, huyện Duy Tiên trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện xe ô tô taxi chở khách có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, Công an phát hiện trên xe chở 12 dàn pháo có tổng trọng lượng gần 18kg của Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1994, trú tại xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận vận chuyển số pháo trên cho một đối tượng không quen biết đến từ thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về Hà Nam. Đến địa phận xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, Hà Nam thì bị bắt. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Quảng Ngãi vừa triệt phá một ổ bạc quy mô lớn, thu giữ trên 550 triệu đồng tại phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Tại đây, đối tượng Nguyễn Diệp Xuân Trường, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, là người tổ chức đánh bài cùng với 16 đối tượng khác. Đây là ổ bạc lớn, thường xuyên di chuyển địa điểm, luôn bố trí người canh gác, không cho người lạ mặt tham gia và thường xuyên có đối tượng túc trực để cho vay nóng với lãi suất rất cao. Thưa quý vị, những ngày cuối năm, Hà Nội lại phải đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông gia tăng và nguyên nhân phần lớn là do lỗi dừng đỗ phương tiện trái phép trên vỉa hè, dưới lòng đường. Để hạn chế triệt để tình trạng này, đội cảnh sát giao thông số 4 Công an thành phố Hà Nội thường xuyên có các tổ công tác tuần tra xử lý nghiêm các vi phạm. Tại đường Đại Cổ Việt, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 4 đã xử lý liên tiếp 2 trường hợp xe ô tô dừng đỗ sai quy định. Thậm chí, chiếc xe vi phạm này còn đỗ ngay dưới biển cấm. Các trường hợp vi phạm tương tự cũng diễn ra trên phố Huế và Bà Triệu. Tất cả các trường hợp vi phạm này đều bị lực lượng chức năng nhắc nhở và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cái điểm dừng đỗ dành cho xe ô tô bây giờ vẫn còn hạn chế. Nên các chủ phương tiện vẫn thường xuyên là khi không thấy lực lượng chức năng thì vẫn còn đỗ dừng trái quy định, gây ảnh hưởng cản trở giao thông. Để kiềm chế ùn tắc cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm, bên cạnh việc điều chỉnh các phương án phân luồng, đội cảnh sát giao thông số 4 sẽ tăng cường các tổ tuần tra, tập trung xử lý nghiêm những lỗi vi phạm luật giao thông, trong đó có lỗi dừng đỗ sai quy định. Cùng với đó, người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị. Có như vậy, Hà Nội những ngày cuối năm mới bớt lộn xộn và ùn tắc giao thông. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 141 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube hoặc fanpage Bản tin 141. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.